Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Một buổi chiều rất là đẹp trời, tôi đang có mặt ở một cây cầu đẹp nhất của thành phố Thái Nguyên, đó là cầu Bến Tượng. Lại mang đến cho quý vị một chút cái hình ảnh về thành phố Thái Nguyên. Đây là cây cầu Bến Tượng được xây dựng cách đây vài năm, giảm tải cho cây cầu Gia Bảy đã cũ kỹ và không đáp ứng được cái lưu lượng xe phát triển rất là lớn, rất là nhanh trong cái những năm vừa qua. Thì cây cầu này rất là đẹp, có cái kiến trúc như các bạn vừa nhìn thì rất là hiện đại, mang đến cho thành phố Thái Nguyên một cái dáng vẻ rất là đẹp đẽ và nhìn nó điệu đà một chút. Tôi đang đi qua cái khu vực này là khu vực của chợ Thái. Bên phía tay phải của tôi là nhà thi đấu Thái Nguyên, và đằng cái tòa nhà xa xa kia là tòa nhà Thái Nguyên Tower. Đây là cái tuyến đường mà có thể nói là đẹp nhất của thành phố Thái Nguyên. Bên phía tay trái tòa nhà vừa nhìn thấy đó là trung tâm văn hóa tỉnh. Đó, và bên tay phải chuẩn bị đi qua là quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đây là một quảng trường cũng đang có dự án sẽ mở rộng thêm cho nó xứng tầm với một cái thành phố hiện đại, bởi vì quảng trường này quy mô vẫn còn bé. Và đây là cái đường mà sẽ dẫn ra, chính là đường tròn thành phố. Ở Thái Nguyên thì có rất nhiều đường tròn, đến 3 cái đường tròn nổi tiếng như đường tròn thành phố, đường tròn Đồng Quang và đường tròn Gang Thép. Quý vị đang nhìn thấy hai cái tòa nhà đang xây dựng, đấy là cái tháp đôi Pram. Cái dự án này cũng tôi thấy từ lâu lắm rồi, từ lúc tôi mới còn đang là sinh viên đã nhìn thấy cái dự án này đang có mặt ở đây, đang hiện hữu ở đây. Và đây là đường tròn trung tâm của thành phố Thái Nguyên, cũng rất là đẹp. Trước đây đã từng tổ chức một cái lễ hội rất là hoành tráng, lễ hội nước và lửa ở đây. Đang nhìn thấy đó là khách sạn Thái Nguyên, khách sạn Kim Thái và các cái tòa nhà chung cư mới xây dựng thay thế cho chung cư cũ kỹ ngày xưa ở sau khách sạn Thái Nguyên này. Đây là tuyến đường Hoàng Văn Thụ, tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên, rất là đẹp. Đường này có từ lâu đời. Khách sạn Thái Nguyên, Viettel, tòa nhà vàng vàng kia là tòa nhà FCC Tower. Tòa nhà FCC Tower thì đứng ở cái ngã tư Minh Cầu. Ngày xưa ở đây có một cái đèn xanh đèn đỏ gần như là đầu tiên của thành phố. Nếu những ai có thể biết thì những năm 2000 thì khi mà ra đây, ra cái đường này làm cái gì thì người ta bỏ ra chỗ đèn xanh đèn đỏ. Nên bây giờ Thái Nguyên phát triển thì không thấy ai gọi là ra đèn xanh đèn đỏ nữa. Đây là chúng ta vẫn đang di chuyển trên cái con đường Hoàng Văn Thụ, con đường rất là đẹp của thành phố Thái Nguyên. Ở đây chúng ta sẽ đến được cái ngã tư Minh Cầu, ngã tư mà ngày xưa gọi là đèn xanh đèn đỏ đấy. Tiếp tục đi tiếp con đường này thì chúng ta sẽ vào đến trong Thịnh Đán và lên được cao tốc quốc lộ 3 mới Thái Nguyên Hà Nội để đi về phía Hà Nội, hoặc chúng ta có thể đi Bắc Cạn. Cứ tiếp tục đi theo cái con đường này vào đến Đán và sẽ gặp đường cao tốc, chúng ta có thể đi về hai hướng. Phía trước thì là còn những cái tòa nhà cao tầng. Ngày xưa đây là bên tay phải chúng ta là nhà hát dân gian Việt Bắc, một cái nhà hát của Bộ Văn hóa. Cái nhà hát này không trực thuộc tỉnh Thái Nguyên mà là của Bộ Văn hóa đầu tư và xây dựng. Đó, phía trước quý vị là thấy cái tòa nhà đỏ đỏ kia là ngày xưa là cái tòa nhà cao nhất của thành phố Thái Nguyên. Những năm 2000 trở ra thì đấy là cái tòa nhà cao nhất của thành phố. Ở trên đó có một quán cà phê, ngày xưa mọi người hay lên để ngắm toàn cảnh thành phố. Nhưng không biết bây giờ thì còn cái quán đấy không, lâu lắm tôi cũng không lên cái tòa nhà này.
Đây là một cái đèn xanh đèn đỏ. Bên tay trái là một cái cổng phụ vào bệnh viện, hay là gọi là cổng nhà xác. Cái khu này ngày xưa cũng rất là lụp xụp, nhưng bây giờ giải phóng đi rồi thì rất là đẹp và khang trang. Ngày xưa lèo quán cũng rất là lụp xụp. Chúng ta đang chuẩn bị tới một cái đường tròn cũng rất là nổi tiếng của Thái Nguyên, đó là đường tròn Đồng Quang, cũng có từ rất lâu đời rồi. Trong khuôn khổ cái clip này, tôi chỉ đi cho quý vị một cái tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên, chứ không thể đi hết được toàn bộ. Do vậy mà một số cái hình ảnh cơ bản cho quý vị có thể hiểu được về thành phố Thái Nguyên đang phát triển như thế nào. Còn cái tòa nhà cao cao kia là của Đại học Y Thái Nguyên, thì nổi tiếng với rất nhiều trường đại học, là trung tâm đào tạo đứng thứ 3 toàn quốc, tập trung rất nhiều trường đại học ở đây. Chúng ta đang đi tiếp tục trên cái con đường này và đến cái đường tàu cắt ngang này, thì có cắt ngang với cái đường Việt Bắc, là một cái đường rất là mới của Thái Nguyên, con đường rất là đẹp. Mà đi theo cái con đường này, chúng ta có thể xuống đến Gang Thép. Nếu khi đường này nó thông, chúng ta sẽ đụt xuống đến Gang Thép, đi qua siêu thị Go. Còn phía tay phải, chúng ta sẽ đi thẳng lên phía đường D Long Lâm, một đường vào chợ Long Lâm và một đường đi ra phía đường Bắc Cạn. Thái Nguyên vẫn còn nhiều cái quả đồi, như cái quả đồi trước mặt này, cũng chưa biết là sẽ đầu tư xây dựng cái gì không. Thế nhưng mà quỹ đất đồi của Thái Nguyên cũng còn khá khá. Trong khuôn khổ clip này, chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu được quý vị một chút như vậy. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip lần sau.